chào cô chú bác, anh chị. Em là Đạt. Em kinh doanh về cả ô tô con và ô tô tỏa tải. Về lĩnh vực ô tô tải thì em phải những xe là thật đẹp em mới chọn về. Và ngày hôm nay thì em giới thiệu với cô chú bác, anh chị một chiếc xe K2007 đời 2007. Xe màu xanh dương, còn đẹp xe. Như cô chú bác, anh chị thấy đây là một chiếc xe tải cùng khung mui phủ bạt 1 tấn 25. Với mức giá mà em mong muốn đó là con này nó là 147 triệu. Cái video lần trước em quay chiếc cam 1K2700 đời 2012 nó là 197 triệu. Thì em quên nói giá trong video trước, rất là mong cô chú bác anh chị thông cảm. Đấy thì chiếc xe này em quay chi tiết từ xa đến gần và tổng thành xe. Xe đã có điều hòa và lót sàn bình thường, khung mui phủ bạt, lốp dép hoàn phí đầy đủ, lốp dép còn mới cả tàn. Xe không đâm đụng, không ngập nước và máy vô cùng sáng bóng tốt. Xe trước chạy hàng nhẹ cho nên là tất cả phần sàn sóng nó còn nguyên vẹn, chưa mối mọt gì cả. Đấy. Thành thùng ba vách đều còn nguyên vẹn. Tất cả vết đinh bấm các bác chú ý xem xe nhá, còn nguyên vẹn. Một chiếc xe tải thì nó cũng không quá kỹ như một chiếc xe con, chủ yếu chúng ta xem phần máy và phần sàn sóng, lốp, quan trọng các khoảng lốp. Lốp của xe tải nó chiếm khá là nhiều tiền, một quả lốp xe tải nó chiếm khá là nhiều tiền với một chiếc xe. Quan trọng nhất là người chủ trước họ đi họ có giữ xe hay không, họ chở nặng hay là chở nhẹ. Xem xe tải chúng ta về để chúng ta phục vụ cái công việc của chúng ta thôi. Thế là chúng ta cần phải nốp lắp, nó chiếm một phần khá là quan trọng và sàn sóng nó còn nguyên. Tất cả phần thành thùng ba vách còn, đinh bấm còn, một chiếc xe đẹp. Thì trong các video trước em đã chia sẻ cách chọn chiếc xe tải nó còn tốt, có chất lượng rồi. Cô chú anh chị hoàn toàn có vào trang chủ kênh xem cách chọn xe cũ, xe tải cũ chất lượng. Em thì chuyên kinh doanh cả xe con, xe tải, các dòng K3000, K165 nữa. Thì cho nên là cô chú bác mà đang tìm xe mà phục vụ cho công việc của mình thì hãy alo cho em qua số điện thoại 0973950666 hoặc 0975672888 và sử dụng xe để mà đạt được cái mục tiêu tài chính của mình mong muốn. Cảm ơn cô chú bác. Hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.